Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mô hình cô nớt này. Được chưa? Mô hình cô nớt. Mô hình cô nớt cũng sẽ là một mô hình mà gì nhỉ? Của mô hình độc quyền tập đoàn không cấu kết. Thì mô hình cô nớt này là gì nhỉ? Nó sẽ giả sử sẽ chỉ có hai hãng ở trên thị trường nhá, hai hãng trên thị trường thôi. Và hai cái hãng này nó sẽ cùng, được chưa? Cùng dự đoán cái mức sản lượng của nhau nhá. Và hai hãng này sẽ ra quyết định sản xuất dựa trên cái mức sản lượng của hãng kia, được chưa? Và hai hãng này là ra quyết định đồng thời, các bạn nhớ nhá, đồng thời. Do đó là chúng ta sẽ xây dựng được cái hàm phản ứng của hãng này theo hãng kia, được chưa? Chúng ta sẽ có hàm phản ứng của hãng 1, mình sẽ gọi là Q1 này này. Nó sẽ theo một cái hàm phản ứng của hãng 2, Q2. Q2 là mức sản lượng mà hãng 1 dự đoán là hãng 2 sẽ sản xuất. Thằng Q2 tương tự như vậy, nó sẽ có một cái hàm phản ứng theo Q1 đây. Q1 là cái mức sản lượng mà thằng Q2 dự đoán Q1 sản xuất, thằng 1 sản xuất, được chưa? Và để viết cái hàm phản ứng này này thì các bạn nhớ nhá, các hãng đều tối đa hóa lợi nhuận thôi, được chưa? Do đó thì giả sử mình lấy ví dụ viết hàm phản ứng của hãng 1 nhá, mình sẽ xóa ở đây đi nhá. Giả sử là viết hàm phản ứng của hãng 1 này. Hãng 1 thì hãng 1 là gì nhỉ? Hãng 1 nó sẽ dự đoán là gì nhỉ? Cái thằng hãng 2 này sản xuất ở mức Q2, được chưa? Ở mức Q2 nhá. Và từ cái đây là chúng ta sẽ có một cái hàm lợi nhuận. Chúng ta sẽ thay Q1 thay Q2 đây. Q2 là mức sản lượng hãng 1 dự đoán, được chưa ạ? Từ cái thằng này này chúng ta sẽ thay vào cái hàm lợi nhuận. Hàm lợi nhuận của hãng 1 nhá, Hãng 1. Và chúng ta biết gì nhỉ? Các hãng là tối đa hóa lợi nhuận, đúng chưa? Tối đa hóa lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận thì sao ạ? Thì pi phẩy theo cái Q1 này này, được chưa? Nó phải bằng 0. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái Q1 sao, được chưa? Theo cái F của Q2. F của Q2 nhé các bạn nhé. Q1 sao tức là cái sản lượng tối ưu đấy. Sản lượng tối ưu. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ làm được với hãng 2. Được chưa? Ở trên đồ thị thì cho xem biểu diễn như sau. Đây. Đây chính là hàm lợi nhuận để đây là đồ thị đây. Đồ thị trục hoành sẽ là Q1, được chưa? Biểu diễn mức sản lượng mà hãng 1 sản xuất. Trục hoành là Q2, biểu diễn là sản lượng mà hãng 2 sản xuất đấy. Cái đường này, đây đường bắt đầu từ đây xuống này, nó chính là cái đường hàm phản ứng của hãng 1, các bạn nhớ nhá, hãng 1. Chúng ta viết là R1. Còn cái đường này này, đường có độ dốc nó cao này, à, thấp này, thì đây là hàm phản ứng của hãng 2, chúng ta viết là R2. Hoặc là chúng ta viết hẳn cái tên đó là hàm phản ứng của hãng 1, hàm phản ứng của hãng 2. Và cái giao điểm cô nớt, được chưa ạ? Cân bằng cô nớt nhá. Cô nớt thì nó chính là giao của hai đường này nhá, giao của hai đường này đây. Nó chính là điểm này đấy, mình sẽ gọi đây điểm A. Đây, A này nó sẽ sản xuất mức là Q1 sao đây. Hãng 1 sản xuất là Q1 sao, hãng 2 sản xuất là Q2 sao. Được chưa? Đây chính là cân bằng cô nớt các bạn nhá. Hình của nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cân bằng cô nớt xảy ra khi nào? Khi hai đường hàm phản ứng này cắt nhau, tức là Q1 sao, Q2 sao chính là nghiệm của hệ phương trình. Nghiệm của hệ phương trình nhá. Xác định hàm phản ứng H1 là viết phương trình lợi nhuận này, xong tới đa hóa lợi nhuận suy ra Q1 theo Q2 thế thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 3, mô hình Stackerbus. Ở cái mô hình Stackerbus này này thì nó cũng tương tự gần giống như cái mô hình Conus này thôi. Nhưng ở đây á, đặc biệt gì nhỉ? Ở Conus nhá thì là hai hãng gì nhỉ? Ra quyết định đồng thời, được chưa? Nhưng ở Stackerbus này sẽ có một hãng ra quyết định trước và một hãng ra quyết định sau. Thì đây mình giả sử là hãng 1 ra quyết định trước và hãng 2 ra quyết định sau nhá.
Được chưa? Đối với cái thằng hãng 2 ra quyết định sau ấy, thằng hãng 2 này, hãng 2 nó sẽ biết trước được cái mức sản lượng mà thằng hãng 1 nó sản xuất rồi, được chưa? Do đó là gì nhỉ? Cái thằng hãng 2 này nó sẽ viết chúng từ hãng 2 chúng ta sẽ viết được cái hàm phản ứng nhá, hàm phản ứng của hãng 2. Được chưa? Thằng hãng 2 này nó viết được cái hàm phản ứng Q2 theo Q1 đây nhá. Trở lại với thằng hãng 1. Thằng hãng 1 này gì nhỉ? Là cái thằng ra quyết định trước. Nó biết là cái thằng hãng 2 này này nó sẽ sử dụng cái mức sản lượng Q1 mà mình sản xuất để viết để từ đó mà sản xuất ra cái mức Q2, được chưa? Để gì nhỉ? Mục đích là tìm đến cân bằng Cournot mà. Thằng hãng 1 biết thằng hãng 2 sẽ có được cái hàm phản ứng như này này, do đó là gì nhỉ? Cái thằng hãng 1 nó lại lấy cái Q2 này này, được chưa? Được chưa? Q2 này xong thay vào cái phương trình lợi nhuận để nó ra được cái hàm phản ứng của Q1 theo Q2. Nhá. Quay trở lại thằng hãng 1 này. Hãng 1 này, hãng 1 biết là thằng hãng 2 ra quyết định như thế này, được chưa? Từ đó chúng ta thay cái Q2 này này và cái phương trình lợi nhuận của hãng 1 nhá. Lợi nhuận của hãng 1, được chưa? Chúng ta tối đa hóa lợi nhuận và chúng ta sẽ ra được F của Q1 theo Q1 sao theo F Q2. Q2. Tóm lại một cách hiểu đơn giản là gì nhỉ? Cái thằng hãng 2 này này, khi mà nó ra quyết định sau, nó nghĩ là nó nếu như nó có cái hàm phản ứng như này này, được chưa? Nó nghĩ là sản lượng của nó sẽ đạt được cân bằng Cournot, nhưng không. Được chưa? Cái thằng hãng 1 nó lại biết thằng hãng 2 ra như thế này rồi nhá. Nó tính là thằng hãng 2 chắc chắn nó sẽ theo mình như này, được chưa? Từ đó nó lại gì nhỉ? Làm ngược lại, được chưa? Từ cái hàm phản ứng hãng 2, được chưa? Nó lại tính ra thì hàm phản ứng của hãng 1 theo Q1 sao ấy, được chưa? Tức là sản lượng tiềm năng, sản lượng ở cân bằng Cournot. Hiểu đơn giản là gì? Cái thằng hãng 2 này là thằng bị lừa, được chưa? Nó cứ nghĩ là mình lừa thằng hãng 1 nhưng thực tế nó lại bị thằng hãng 1 lừa nhá. Do đó cái sản lượng mà sản xuất ấy, tức là cân bằng Stackerbot này này, nó sẽ là ở đây. Hãng 2 lúc này này nó sẽ là gì nhỉ? Sản xuất được ít hơn các bạn nhá, sản xuất được ít hơn so với Cournot nhá, còn hãng 1 thì sản xuất lại nhiều hơn so với Cournot. Đây, nó sẽ di chuyển cái điểm này, nó sẽ di chuyển trên hàm phản ứng của hãng 2. Được chưa? Tại vì hãng 2 là hãng ra quyết định sau mà. Điểm này mình sẽ gọi điểm B. Thì tại điểm đây này, Q1 sẽ sản xuất đây, cân bằng Cournot đây nhá. Cân bằng Cournot. Tại điểm B sẽ sản xuất ở mức mình gọi là Q1 đi. Q1 phẩy chẳng hạn. Sản xuất tại Q2 đây sẽ là Q2 phẩy chẳng hạn. Thì tại điểm B này này chính là cân bằng Stackerbot này. Stackerbot. Đó. Thằng hãng 2 nghĩ mình gì nhỉ? Sản xuất ở Cournot, được chưa? Nhưng mà thực tế thì không. Hãng 2 chỉ sản xuất nhỏ hơn mức Cournot này. Hãng 1 lại sản xuất được nhiều hơn mức Cournot, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập của phần mô hình Cournot và Stackerbot. Thì trước khi vào phần bài tập này ạ, đây các bạn đọc cùng bài 4 nhé. Chỉ trước khi vào trước cái bài 4 này này là qua WCQC thì chúng ta phải tóm tắt ra, tóm tắt và xử lý các cái dữ kiện để vào cho. Thì đề bài sẽ cho hai hàm chi phí này và một hàm cầu. Các bạn đọc đấy, các bạn có thể thấy là gì nhỉ? Bài trước mình có nói là gì, là có hai hãng, được chưa? Có hai hãng tương ứng là hai chi phí cận biên, hai hàm chi phí và hai hàm chi phí cận biên, được chưa? Và có một thị trường. Một thị trường tức là sẽ có một hàm cầu. Hai hãng này này nó sẽ sản xuất để cung ứng cho toàn đầy đủ cho cả cầu cả thị trường, được chưa? Cầu toàn bộ thị trường. Cầu toàn bộ thị trường là Q, mà mỗi hãng sản xuất là Q1 và Q2. Tức là Q này này nó sẽ bằng cả Q1 cộng Q2 nhá. Đề bài cho hàm TC1 thì chúng ta phải xử lý ra MC1 nó sẽ bằng 2 lần Q1 này cộng 5. Xử lý ra MC2
nó sẽ bằng 2Q2 cộng 1. P bằng 190Q, mà chúng ta biết rồi, Q ở đây thì để bằng Q1 cộng Q2 đó, thì tức là hàm P này sẽ bằng Q1 trên 190Q, 1 trên Q2 nhá. Từ đây chúng ta tính ra doanh thu này TR1 nó sẽ bằng P nhân với Q1, mức giá ở đây là mức giá chung. Mức giá chung nhá. Tại sao? Tại vì có hai hãng cạnh tranh thôi. Nếu một hãng bán mức giá lớn hơn một hãng bán mức giá nhỏ hơn, thì rõ ràng cái hãng mà bán mức giá nhỏ hơn ấy, họ sẽ chiếm được toàn bộ thị trường thôi. Sản phẩm ở đây là đồng nhất mà, và có thể thay thế cho nhau. Các bạn nhớ nhá, cái phần giải thích TR2 này, ở đây quay lại trở lại này, TR2 cho bằng P nhân với Q2 này. P nhân Q1 nó sẽ bằng gì ạ? P đây Q1 nó sẽ bằng gì ạ? 100 nhân Q1 này trừ đi Q1 bình này trừ đi Q1 nhân Q2 này. Đây chính là doanh thu TR1 này. TR2 tương tự như vậy, nó sẽ bằng 100 này nhân Q2 này trừ Q1 nhân Q2 trừ đi Q2 bình. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bảo là câu A về toàn bộ số liệu chúng ta có thể xử lý. Câu A là gì nào? Xác định hàm phản ứng của mỗi hãng. Biết hãng này hoạt động theo mô hình Cô-nớt này. Hoạt động theo mô hình Cô-nớt là gì? Tức là hãng 1 nó sẽ lấy sản lượng của hãng 2, được chưa? Tức là Q2 là cái gì nhỉ? Cái sản lượng để mình đưa ra cái hàm phản ứng để ra quyết định sản xuất, được chưa? Thì muốn làm được cái dạng đáp án này, cái hàm cái hàm phản ứng nhá, thì mình đã hướng dẫn rồi. Đầu tiên chúng ta biết cái hàm lợi nhuận, được chưa? Hàm lợi nhuận. Chúng ta biết được hàm lợi nhuận của hãng 1 và biết được hàm lợi nhuận của hãng 2 nhé. Chúng ta sẽ biết được cái hàm phản ứng của cả hai hãng. Thì chỉ cần đặt hàm thôi mà. Ở cái này mình đã có cái kiến thức rất là rõ rồi đấy. Bây giờ này chúng ta biết hàm phản ứng của hãng 1. Chúng ta sẽ đi tìm hàm phản ứng này. Hãng 1. Đầu tiên là hàm lợi nhuận. Mình viết ở trong hãng 1 thì hình như đây sẽ hàm lợi nhuận của hãng 1 nhá. Lợi nhuận thì bằng gì nhỉ? Đúng rồi, lợi nhuận thì bằng TR trừ TC đấy ạ. TR1 trừ TC1 và bằng bao nhiêu nhỉ? 100 này Q1 này trừ Q1 bình này trừ Q1 Q2 trừ đi TC1, TC1 ở đây là bằng bao nhiêu thì gọi trừ đi này. Ở đây mình sẽ viết xuống dòng nhá, viết xuống dòng này. Trừ đi Q1 bình này cộng thì nó trừ tiếp nhá, phá bỏ luôn là trừ 5 Q1 này trừ tiếp 10 và bằng bao nhiêu này. Q1 bình trừ Q1 bình bằng 2 Q1 bình trừ 2 Q1 bình này trừ 2 Q1 bình. Ở đây Q1 trừ 2 giữ nguyên này. 100 Q1 trừ đi 5 Q1 sẽ bằng cộng với 95 Q1. Tương ứng ở đây trừ 10 giữ nguyên này. Đó, trừ 10 giữ nguyên. Hãng 1 này nó sẽ tối đa hóa lợi nhuận, được chưa? Theo cái hãng 2 ra thì hãng 1 coi là sản lượng thằng hãng 2 sản xuất chính là Q2, được chưa? Bây giờ hãng 1 sẽ tối đa hóa lợi nhuận, được chưa? Cho Q2 nó chính là số đó. Hãng 1 tối đa hóa lợi nhuận này. Hóa lợi nhuận. Tức là gì? Q1 phải, theo đến Q1 nó sẽ phải bằng 0. Suy ra này, chúng ta sẽ đặt cái mình Q1 này sẽ trừ 4 này, Q1 này trừ đi Q2 này cộng 95 bằng 0. Thế đây chúng ta sẽ ra này, Q1 hàm phản ứng Q1 này nó sẽ bằng gì nhỉ? Bằng Q2 trừ 95 chia cho 4. Thì cho Q2 trừ 95 chia cho 4. Q2 trừ 95 bằng
Rồi. À, xin lỗi các bạn, ở đây chúng ta phải chuyển cái này ra thì sẽ là trừ Q2 cộng 95 đó. Trừ Q2 cộng 95 chia cho 4, chúng ta lấy được cộng âm. Rồi. Đây chính là hàm phản ứng này, hàm phản ứng của đây chính là hàm phản ứng này. Đó, hàm phản ứng của hãng 1 theo hãng 2, đây chính là hàm phản ứng của hãng 1 các bạn nhé. Là một cái phương trình của Q1 theo biến Q2 thôi, không có gì đâu. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ biết được cái hàm phản ứng của hãng 2. Hàm phản ứng của hãng 2 thôi mình để chúng ta biết nhé. Hàm phản ứng của hãng 2. Hàm phản ứng của hãng 2. Tương tự là chúng ta sẽ biết cái hàm lợi nhuận của hãng 2. Hàm lợi nhuận ở đây P2 này nó sẽ bằng TR2 trừ TC2 đúng không? TR2 là bằng 100 nhân Q2 trừ Q1 nhân Q2 trừ Q2 bình trừ đi TC2 tức là trừ Q2 bình này là trừ tiếp Q2 trừ đi 5. Đây chúng ta tính này, Q2 bình chúng ta bình tức là 2 trừ 2 Q2 bình này trừ Q1 Q2 100 trừ đi là trừ 99 khả cộng 99 đến Q2 và trừ 5. Bây giờ thì nhà hãng 2 thì nhà sẽ tối đa hóa lợi nhuận dựa trên cái sản lượng mà hãng 1 đưa ra đúng không ạ? Hai từ đó lợi nhuận này tức là gì nhỉ? P'2 sẽ bằng không, chúng ta tính đạo hàm các bạn, đạo hàm bình Q2 trừ 4 Q2 này trừ Q1 này cộng 99 này bằng không, khi ra chuyển ra ngoài đạo này tương ứng nó sẽ ra là Q2 trong Q1 này nó sẽ bằng trừ Q1 cộng 99 chia cho bốn. Đây chính là hàm phản ứng của hãng 2. Đây hàm phản ứng của hãng 2 đây. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong câu A nhá. Bây giờ chúng ta đến với câu B này. Câu B cân bằng Kohnert này. Cân bằng Kohnert xảy ra khi nào ạ? Cân bằng Kohnert nó chính là gì nhỉ? Trên đồ thị đó chính là giao của hai cái đường phản ứng, giao của hai đường phản ứng. Thì khi giải đại số ấy, cân bằng Kohnert các bạn chỉ được giải cái phương trình của hai cái thằng này thôi, được chưa? Giả sử ở đây là rồi mình đây mình sẽ gọi đây là một hàm phản ứng hãng một là một, hàm phản ứng hai là hai này. Từ một và hai ta có hệ chúng ta sẽ giải hệ phương trình này Q1 bằng trừ Q2 cộng 95 trên 4 và Q2 sẽ bằng trừ Q1 cộng 99 chia cho 4. Thế chưa? Từ đây chúng ta sẽ giải ra Q1 bằng bao nhiêu, Q2 bằng bao nhiêu. Mình ở đây mình đã giải ra, ở đây mình giải ra Q1 là bằng 281/15 và Q2 là 301/15. Đó. Chúng ta kết luận thế. Vậy với Q1 bằng 281/15 và Q2 bằng 301/15 là được cân bằng Kohnert, hay hãng đã được cân bằng Kohnert. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu C. Chúng ta sẽ chuyển sang câu C này. Câu C là tính lợi nhuận đúng không ạ? Câu C là tính lợi nhuận của mỗi hãng. Được rồi. Tính lợi nhuận của mỗi hãng thì chúng ta câu này khá là rất đơn giản rồi ạ.
lợi nhuận của H1 này. P1. Có phải là chúng ta đã biết được cái hàm lợi nhuận đúng không? Hàm lợi nhuận của H1. Để mình sẽ viết lại cái hàm lợi nhuận của H1 nhé. Hàm lợi nhuận của H1 đó là P1 và nó sẽ bằng -2 Q1 bình -Q1 Q2 cộng với 95 Q1 cộng bao nhiêu cộng với 95 trừ đi 10 Q1 trừ 10 vâng. Rồi đây chính là lợi nhuận của H1. Thì chúng ta biết rồi đấy ạ, chúng ta có ra Q1, Q2 đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ thay Q1, Q2 và hàm lợi nhuận của H1 thôi. Thay vào hàm lợi nhuận của H2 thôi. Đây. Được chưa? Là chúng ta sẽ tìm ra được cái lợi nhuận tương ứng. -2 này, Q1 ở đây là 281/15. Tất cả mình này. -Q1, Q2 này. 15 này. Nhân với 301/15 này cộng với 95Q1 này, 95Q1 là 281/15 này, và chúng ta chỉ đi 10 trừ 10. Thế đây là chúng ta sẽ tính ra P2 theo như mình tính ở đây là 691,88. Hàm 91,88. Tương tự các bạn sẽ tìm ra lợi nhuận của thằng A nhé. Và đáp án như mình tìm ra ở đây, mình tính ra đây là 800,34. 800,34 nhé. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị. Câu đây chúng ta sẽ vẽ đồ thị nhé. Câu lợi nhuận này các bạn thì các bạn tự thay số giúp mình nhé. Để làm tương tự như vậy thôi. Các bạn thay giúp vào cái hàm lợi nhuận này này. Đó. Và các bạn sẽ ra bên đây phần đồ thị này. Câu đây đồ thị này. Đồ thị của cô nước này. Cô nước đây là Q1 này, đây là Q2. Chúng ta sẽ có hai hàm, hai cái đường phản ứng đấy. Đây là đường phản ứng của H1, còn đây là đường phản ứng của H2. Đường phản ứng của H2. Cái hệ số chút mình sẽ tay lại cho nó cân cân. Đây là đường phản ứng của H1, nó hơi dốc một chút thì những cái điểm cân bằng của thịt ta giữ thì hình nó đẹp hơn. Đây, đây chính là đường phản ứng của hàng 2. Chúng ta kiểu là R2 hoặc là viết luôn này. Hàng phản ứng của hai đường phản ứng của hàng 2. Đây là R1 này, đường phản ứng của hàng 1. Đây, cân bằng của nước ở đây này. Đây chính là cân bằng của nước các bạn nhắc ra của hai hàng phản ứng. Cân bằng cô nước đây ra của hai hàng phản ứng đây nhỉ. Q1 chúng ta tìm được là 281/5 đấy, 15. Q2 chúng ta tìm được đây là 301/15. Đây chính là cân bằng cô nước. Lợi nhuận nhé, lợi nhuận thì chúng ta biểu diễn như đây. Lợi nhuận Q1 đây. Đây là P2. Bạn nhớ nhé, nó sẽ tiếp xúc với cái đường cắt ngang này, đường kẻ cắt ngang này, cả P1, P2. Rồi, đây là toàn bộ phần kiến thức của mình cô nước. Còn đối với Stuckbird nhé, Stuckbird là gì ạ? Stuckbird thì là sẽ cho một hãng hành động trước và một hãng hành động sau. Thì cái này nó cũng đơn giản nữa ạ. Nếu các bạn hiểu cô nước thì các bạn làm Stuckbird cũng khá là dễ dàng.
Thì cái phần này là cái phần bài tập nó có mình không chứa ở đây. Phần bài tập này có bài 5. Bài 5 ạ. Thì bài 5 các bạn sẽ đọc giải của mình. Bài này của mình cái phần structure. Rồi.